Một quán cà phê rất là đẹp, vừa được khai trương tại thành phố Long Xuyên, có tên là Lâm Trấn Âu Coffee and Tea, nằm ở tỉnh lộ 943, Tây Huệ 1, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên. Từ trung tâm thành phố, khi các bạn đến quán này thì mất khoảng 15 phút. Quán có thiết kế bố cục rất là đẹp, có 3 khu vực chính, đó là sân vườn, phòng trà đạo và phòng má lạnh. Đây là khu vực sân vườn, được thiết kế thoáng mát, rộng rãi, đẹp và sạch sẽ, bao gồm hồ bơi cá coi và có khu vui chơi dành cho các bé, như là cầu trượt, thú nhún và xích đu, chắc chắn sẽ mang đến cho các bé những giây phút nô đùa thoải mái và các bạn phụ huynh thì có thể ngồi chơi thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Một điểm cộng khác là khuôn viên quán không quá rộng lớn nên con lúc nào cũng ở trong tầm mắt của bạn và không lo đến việc con đi lạc. Khu vực phòng má lạnh thì được đặt tượng Phật Di Lặc với gương mặt hiền hòa, nụ cười phúc hậu vô cùng hoan hỷ. Đây là khu vực quầy bar, cũng là nơi trưng bày các sản phẩm thương hiệu của cà phê Lâm Trấn Âu, nổi tiếng 38 năm ở thành phố Long Xuyên. Bạn chắc chắn sẽ bị mê mẩn bởi sự sang trọng và hiện đại và một chút cổ điển. Mọi người nhìn thấy những bức tranh trên tường này, đây là những bức tranh, những địa điểm nổi tiếng của thành phố Long Xuyên ngày xưa. Ở giữa quán thì được đặt cây thông Noel với những phụ kiện trang trí Giáng sinh siêu lung linh và nhiều góc sống ảo cho giới trẻ Long Xuyên tha hồ tạo dáng. Tại cà phê Lâm Trấn Âu Coffee and Tea, tông màu trắng xám là tông màu hot nhất hiện nay và được nhiều quán sử dụng làm tông màu chủ đạo. Không gian quán được bày trí tạo nên sự thoải mái, thư giãn cho các bạn đến đây để trải nghiệm hương vị cà phê đậm đà, tận hưởng không gian thoáng mát. Bên cạnh không gian đẹp mang phong cách mới lạ thì thức uống là điểm mà thực khách cũng khá quan tâm. Với không gian như vậy thì thưởng thức những món nước ngon thì còn gì hơn. Đồ uống tại đây cũng được decor theo phong cách độc đáo, mang màu sắc mới lạ và đơn giản, hương vị cũng rất đặc trưng. Nếu bạn là một người đang cần một không gian yên tĩnh cùng với bạn bè, một không gian ấm cúng cùng với giai điệu du dương từ những bản nhạc đi kèm, với những tách trà thơm để trút bầu tâm sự với ai kia, thì Lâm Trấn Âu Coffee and Tea sẽ đáp ứng được mọi nhu cầu của bạn. Thưởng thức trà hay trà đạo từ lâu đã trở thành một cái thú tao nhã của giới yêu trà nói riêng và nhiều người nói chung. Vốn dĩ trà đạo không chỉ đơn thuần là cách pha và thưởng thức trà, bởi lẽ chính trà đạo như đang khuyên chúng ta sống trọn vẹn với sự thức tỉnh, giữ tâm bình lặng, dẫu bên ngoài đầy bão tố. Người ta nói có nhã hứng thưởng trà đã rất nghệ thuật, nhưng thưởng trà với mỗi phong cách khác nhau sẽ tạo nên nét nghệ thuật khác nhau. Còn gì tuyệt vời hơn một ngày nào đó bỏ hết những muộn phiền ngoài kia, tìm về một nơi có thể giúp ta tĩnh tâm, tìm lại những phần cảm xúc đã bị bào mòn theo thời gian. Về đêm thì phòng trà đạo là có một vẻ đẹp riêng của nó. Nhiều người yêu trà không phải họ nghiện trà, càng không phải họ sành trà. Người yêu trà vì yêu những khoảnh khắc giản dị bên chén trà. Đơn giản chỉ là một ngày mưa rét, ngồi bên nhau, cảm nhận đôi bàn tay được làm ấm lên bởi chén trà. Đơn giản chỉ là khoảnh khắc có thể nhìn sâu vào đáy mắt người đối diện, tận hưởng bình yên hiếm hoi của những giây phút tạm thời, không nghĩ về quá khứ, không đề cập đến tương lai, và không cả bằng lòng với hiện tại. Đơn giản chỉ là im lặng bên nhau, cùng nhau nhâm nhi vị ngọt đắng của một chén trà ngon, cảm nhận những hơi thở đang tan đi và không bao giờ trở lại. Hãy bỏ qua một bên những bộn bề công việc, tiếng còi xe và khói bụi thành phố. Tại sao bạn không ghé quán trà đạo đầu tiên của thành phố Long Xuyên, thưởng thức một bản nhạc yêu thích, nhâm nhi một tách trà chiều và lắng nghe thật kỹ nhịp điệu cuộc sống.